vì như vậy tôi không hiểu luôn. Để Nếu mà cha nó cho thường mình tham chàng quan ở không? phía đằng sau nhà thì Nó thường chàng đi dữ lắm qua luôn à. Thương chú cha ha. bây giờ là về nó thèm đốt nhang cha luôn. Tội nghiệp của hang, đúng vậy nè. Đừng Cha nói gì thấy ra. Tội nghiệp của hang làm gì đó. Đừng nói gì ra. Từ lúc mẹ về giờ cái nào cũng ôm mẹ lần nào. Có cái bộ mà mới về nè, cái đó tôi có nói chú. Mẹ đi đợi đi nhà đó, còn có mẹ có cái gì nè, có ôm à, ôm con có ôm lại không? Cái tường này là mượn tường của người ta. Con nên ôm mẹ vậy, từ mẹ vui không? Mẹ cũng cho ôm mà ôm xíu mẹ nghĩ. Cái nhà này là cái nhà của cho ôm chút. Hợp lý rồi. Nhưng mà cũng phải suy nghĩ về cái vấn đề mà của cha nha. Nói chung là chú chỉ muốn tốt cho con thôi. Rồi bắt đầu ra đường bây giờ thì cạm bẫy nó cũng khá là nhiều, cho nên tỉnh táo vô. Nói thẳng ra ấy thì chú thì cũng như tuổi cha tuổi mẹ con, thì ví dụ cái gì con không biết hay là cái gì mà con cảm thấy có vấn đề gì ấy, thì con nhắn nhắn cho chú. Chú có khả năng chú giải đáp cho con, hay là chú trả lời cho con biết ở cái chuyện đó phải làm như thế nào ha. Chứ đừng có làm theo quan tính là về sau là cái tuổi này là dễ bị sa ngã nha. Ra đường nên là phải biết cái gì tốt, cái nào thì đúng. Nhưng mà những cái nghề mà ví dụ như làm tóc ấy, về sau con ra có tiền con ra mở tiệm riêng cũng được. Xã hội giờ nhiều cạm bẫy lắm. Chú Tiến nói đúng á, con cái gì phải hỏi người lớn, đúng không? Về rồi thôi, mà chú thôi sợ chú đang bên YouTube người ta làm sao điện phiền chú. Nếu có gì thì điện thì chú, ví dụ lúc mà chú rảnh thì chú gọi lại thôi. Vâng, được rồi, thôi phiền chú. Như chú đang quay về, có ai gọi thì chú nó ném về máy. Về lúc gần 12 giờ, đúng không? Ngoại ngoại là sáng chú điện cho con mà con đang bưng cà phê, con không có điện, điện trả lời chú được. Vậy là bây giờ nếu mà con cái chuyện mà giữa con và cha con là chú không nói nữa nha. À, chú ví dụ nó ba cho con ba con đó mà lo cho con được bao nhiêu thì đó là cái chuyện mà cá nhân của con chú không bàn tới nữa. Ha. Còn cái chuyện con nhận cha hay không thì đó cũng là quyền của con chú không bàn tới nữa. Ha. Giờ bàn cái vấn đề là về cái tương lai của con. Là bây giờ con không quyết định không đi học văn hóa nữa mà con quyết định là đi học nghề tóc. À, thì bây giờ là có một cái chỗ học tóc rồi. Thì bây giờ nếu mà con sắp xếp được thì con học ở ngoài đó. Thì mỗi tháng chú sẽ cho con 2 triệu để con tiêu vặt. Rồi cái chỗ mà con đang làm hiện tại đó, nếu mà con cảm thấy không áp lực hoặc là cũng có thấy mà làm nó nhẹ nhàng hoặc là thời gian nó thoải mái thì con cứ ra đấy con làm, con kiếm thêm để con lo cho cái trang trải của con ha. Thì con làm sao cũng được, biết là sao tốt cho con là được ha. Nói chung cố gắng làm sao để mình khỏi mất công, phải về sau này có cái nghề cũng được đó, chứ không phải là ấy, đúng không? Về sau có tiền đi học nghề. Như con bây giờ ví dụ một tháng chi tiêu của con hết bao nhiêu? Con đâu có ăn xài nhiều. Tiền điện, nước, wifi đó, 500 mấy hả? 500 mấy trăm. Đồ nghiệp bé, tình cũ này đi trả kiếm tiền trả lo cho gia đình. Hồi sáng ra nói cho ngoại cũng đang bưng về. Thôi bây giờ cứ học nghề đi ha, nếu mà chú hỗ trợ được đến đâu. Sắp điện chú hôi, sợ chú đang quay được. Có nghĩa là chú hỗ trợ được đến đâu thì chú hỗ trợ. Rồi bây giờ cứ học nghề đi, khi nào ra nghề đi rồi lúc đó mình tính tiếp. Nếu mà có ấy nữa thì chú giúp tính sau cái chuyện đấy thì về sau chú nói sau ha. Bây giờ cứ đi học nghề đã. Bây giờ hôm nay xuống thì cũng cho con được. Cái này là cho cá nhân con nha. Này là chú cho chứ không phải là của ai cho đâu. Còn còn ví dụ như thế là ai giúp đỡ thì lúc đó thì tính sau. Này là chú cho con 2 triệu đi ha. Cho để lấy tiền xài tiêu vặt. Con gái cũng cần có tiền bỏ túi ha. Này là cho con nha. Không, Tiến lớn tuổi hơn cha mẹ con á. Lớn hơn. Nhìn chú không biết gì. Tại chú già quá rồi. Thấy bé nó cũng ngoan. Ngoan dễ thương, lúc nào cũng khen. Cũng quý cái tính của nó. Nhưng mà cứ ngoan như vậy là được ha. Ra đường mới chịu khó, ví dụ biết những cái chỗ nào xấu mà tránh mà né đi là được. Vậy là sao? Bây giờ mẹ là mưa lớn nhập tới sao? Ngày xưa là cái phòng của con ngủ là phòng này đúng không? Đúng rồi, phòng hai mẹ con. Để chú đó, xem cái phòng này tí ha. Đúng đó, nó đây là cái giòn cái lăng nâng lên mà cao đó, ở dưới thấp chủng mà. Cái này giờ giống cái chút đó. Đó là thấp chủng rồi đó. Ở đây kiểu có mấy cái lỗ này thì cho nó là một cái phòng. Cái phòng nó thấp. Cái phòng nhưng mà bây giờ tại vì nâng lên nhiều nè, nó thấp nó lắm. Mình nâng lên xong rồi mới nâng lên mấy lần rồi đó chú. Bị sập xuống. Đúng rồi. Không là nước nó ngập luôn. Ừ, nó nước nhiều đó. Cái này giờ nếu mà bây giờ chắc chỗ này lên làm thành riêng một cái phòng riêng cũng được. Đúng rồi ạ.
Cái đất này của nhà mình hả con? Đất này hồi xưa là cái hầm gác không đó, mà chùa tại vì mình con cháu của sư cả bển đó, không cho đất bên đây ở. Có thuộc quyền của mình không? Không, mình ở luôn mà, ta đâu có cho mình đi đâu đó, mình đi đây con cháu. Rỡ cho miếng đất này hai mấy năm rồi đâu. Mà chưa có một miếng gì để mà có cận nghèo. Cũng mong sao thì có ai cô chú nào đó thương con để giúp đỡ nó phụ cho con. Đáng đi làm mà sống gì là phụ. Tại là gia đình không muốn không rồi chứ. Nghề rác hả? Bên đô thị. Ví dụ phụ cho, ví dụ như sửa lại cái chỗ này này làm thành cái phòng cho bé nó ở không được. Thằng thứ tư cũng làm hồ đó. Chỗ này thì bây giờ cái chỗ này là con ngủ hết rồi. Hiện tại ngủ đâu? Hai bà cháu ngủ đó. Hai bà cháu ngủ đó. Trong cái đó nó dột hả? Dột đó, mới che con xô đó chú. Tôi leo lên tôi kéo ngựa té hết luôn. Tôi đi làm ta chó này kia về. Bây giờ là cái vấn đề quan trọng là chú đang muốn xuống là thứ nhất là để xem mẹ con á, chủ yếu là mẹ con để xem cho mẹ con ổn định được mới được. Tính là ví dụ như nếu mẹ con đồng ý là sẽ mướn nhà cho hai mẹ con ở rồi mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Mẹ con thì chắc chắn là không ở đây rồi, nhưng mà để mẹ con như vậy thì thấy tội mẹ con lắm. Mà mẹ con cũng nói chuyện cũng bình thường, nhưng mà hồi cái là nói nhiều quá kiểu như bị nhiễm cái nói tầm mày tầm ba là. Lúc ý là mẹ con bây giờ nếu mà để cho mẹ con mà cứ giống kiểu là tự sinh tự diệt như vậy là chắc chắn là mẹ con bệnh cái xét ngày nặng hơn. Mà bây giờ nếu mà rụ được làm sao mà được mà mướn được cái nhà rồi mua một ít đồ dùng sinh hoạt đủ cho mẹ con xài, hay là ví dụ như giúp cho mẹ con ví dụ mua một cái xe ví dụ để mẹ con đi lại giống kiểu vậy, chú muốn là chú muốn giúp một tận gốc luôn á. Hay là con sống chung chưa bao giờ mà chú mến một cái hoàn cảnh nào mà chú giúp được như vậy đâu. Nhưng mà quan trọng là mẹ con có đồng ý, có chịu hay không thôi. Đó là cũng là một cái vấn đề đó, chứ không phải là nhiều khi không phải là cứ muốn là được. Hôm bữa nhà đầu tiên về là lúc mới về đem điện thoại về, xin số điện thoại là nói thôi mày xin rồi mày cho người này người kia biết nữa. Cái sao nghĩ sao không biết nữa, cái xin số con, cái rồi để tên nào, nó để tên khi nà đi. Để khi nà tao biết, để tên khác tao không có biết, tao gọi. Còn hỏi con là mua cái sim 500 ngàn này mắc hay rẻ? Trời. Mua cái sim 500 ngàn luôn. Dám mua cái sim 500 ngàn. Tiền người ta cho thì không nhìn số cũng đẹp lắm chứ không, không có thể đóng tiền thuê bao luôn á. Thuê bao mạng á. Cái số, mua số, mua số. Mua sim rồi năm sim 5G là đi đâu cũng xài được. À thuê bao. Mấy cả mình nạp tiền vô để nối mạng. Ờ nối mạng luôn mấy tháng vậy đó. Mà biết đi mua cái điện thoại cả góc luôn là nể luôn á. Mà không biết là mấy bà thế giới đồng bào có xem được clip này không? Nếu mà xem được clip này chắc bà chết cha rồi. Không, tại vì có căn cước không ra muốn làm gì làm mà. Nhưng mà mấy bà bán cả góc đâu biết bà mà xem được clip này bộ khỉ lắm. Mua điện thoại cả góc phải không ta? Không, nhưng mà theo như mình nghĩ là mẹ của bé Tina này này, nọ ra nọ, mượn ra mượn, cho ra tiền. Ờ, thẳng thắn nha. Thiếu là trả nha, chứ không bao giờ mà có cái chuyện mà ví dụ như nọ xong bắt là không trả đâu nha. Thẳng thắn lắm nè. Theo như con được biết á. Đúng hôm bữa mà rủ đi hát karaoke đâu. Đòi hồn tiền á, chứ không phải là muốn mà bảo là mà người khác bao mình ra. Không ai chẳng nghe. Mấy chú nghe nói là mẹ con cho mượn tiền người ta mượn thiếu nợ cái tâm sự của con không? Mẹ không có, con không biết. Mẹ nói là mẹ đi lên Hà Tiên đi lấy chiếc xe đạp về rồi kêu bán đi. Không núi. Trên cái miếu hoang á. Trở về núi đó rồi đi lấy tiền. Dạ. Mình không biết nữa. Tại có nói tụi con nói là lấy xài hết thôi đó. Lấy xài từ từ. Có nghĩa là ngày xưa là có chắc là cho ai nó mượn rồi người ta không trả. Bây giờ xuống đòi thì người ta nói là người ta trả từ từ. Bây giờ mỗi một ngày người ta trả cho bao nhiêu tiền để tiền ăn rồi đó. Cho nên là sống ở trên cái miếu đó là cũng có một cái mục đích. Đúng rồi. Ở chỗ đó là có người đang thiếu tiền. Rồi gọi là giống như là ở đó thì hàng ngày vẫn có tiền ăn. Tưởng tâm sự với con chứ. Cái chừng rồi chú quay đó, cái bạn nó thấy đó. Cái bạn nó chạy qua đây nè, nó nói trời con Nghĩa nó ở trên cái gì đó nha, gì ơi. Đó mới kéo nhau nói trời biết ở đây không mà tưởng nó đang đi kiếm mày lum tà la chứ kiếm. Cứ lại dạch giỏng người ta ngủ ban đêm không, dạch giỏng dạch đồ kia. Thấy xác chết, xác đồ phụ nữ hai cô lướt coi nè. Sợ con mình. Tụi mới lần thấy xác chết nó trời cho coi tôi sợ chừng mẹ nè. Đâu, 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 thôi vậy đi, khi nào mà con bắt đầu con đi học thì con nói chú ha. Dạ. Con có thẻ riêng không? Dạ, con chưa, tại tháng 12 này nó mới đủ, nó mới vô làm thẻ. À, chưa làm căn cước đúng không? Đúng rồi. Căn cước làm rồi. Vậy là bây giờ là ra làm thẻ người ta chưa cho làm chưa đúng cho không? Đâu, mẹ nó mới được. Đi học nghề đi đã. Rồi nhớ làm giữ tiền trong người để phòng thân nha. Rồi thôi để nếu mà để con đang tính chờ mẹ của bé Nghĩa này này, của bé Tina này này,
về xem tình hình là cái ý của mẹ bé như thế nào. Yeah. Nếu mẹ bé không chịu thì bà con cũng bó tay. Thì nói chung là lúc mà nếu mà nghĩa mà không chịu thì lúc đó bà con chỉ tính cái chuyện là chỉ giúp bé Tina thôi. Yeah. Còn nếu mà mẹ bé mà chịu thì lúc đó còn mới tính cái chuyện mà giúp cho hai mẹ con lớn nhà rồi mà kia riêng. Thì bây giờ bọn thân về đây, thì nếu mà tối hay ngày mai gì đó mà nếu mà mẹ về thì đến đây chú ha, đến chú biết cũng ở quanh quanh đây thôi ha. Thì để xem ý của mẹ như thế nào, để xem giúp đỡ cho mẹ chứ để cho mẹ vậy cũng tội. Để nói chung là mấy anh em đây ai cũng thấy gọi là nói chung là khi mà tiếp xúc với mẹ con thì cũng quý cái tính cách của mẹ con. Đây chặt này đi làm đó, tôi thấy người ta bỏ đẹp quá, đi đang chơi. Yeah. Nó về tới nhìn nó này hoài, nó nhìn nó chúng lên nó chụp bỏ luôn cái gì. Mà bữa, đi hát karaoke, biết hát cái bài gì không? Gánh mẹ. Đúng rồi. Ồ, hát cực kỳ hay luôn nha. Mẹ hay lắm. À, thích bài đó. Cũng phải có hiếu lắm thì mới hát được bài đó. Có hiếu lắm luôn mà không biết dụ gì như vậy, tôi không hiểu luôn. Nếu mà cho mình tham quan ở phía đằng sau nhà tí. Nó thường chàng dữ lắm luôn. Thương chú ha. Bây giờ về nó thèm đốt nha cha luôn. Tội nghiệp quá ha, đúng vậy nè. Đừng nói gì đó. Tội nghiệp quá ha, làm gì đó. Đừng nói gì đó ha. Từ lúc mẹ về giờ cái nào cũng ôm mẹ lần nào. Có cái bộ mà mới về này mẹ kêu ăn vô đó chú. Mẹ đi ra một trời đi tới nhà trọ, cổng vô chở rồi có mẹ có cái gì nãy có ôm con. Con có ôm lại không? Cái tường này là mượn tường của người ta. Con nên ôm mẹ vậy từ từ á, mẹ vui không? Cho ôm mà ôm xíu mẹ đi. Nhà này là cho ôm chút. Cất cho những người gọi là cái gì? Nói cái gì nhỉ? Gọi là giống ở nhà. Không có định cư á. Không có cho ở. Nhà tái định cư. Gọi là nhà tái định cư. Để mà chặn cất cho. Dạ. À thôi phải đi nha. Khi nào mẹ về là nói chú rồi chú ghé nha. Dạ. Thôi bây giờ thì mình cũng ghé thăm gia đình của bé Tina. Và mẹ đây là cô ca sĩ đó. Thì cũng muốn gặp mẹ nhưng mà mẹ giờ hiện tại đi chưa về. Thì muốn xuống xem giúp đỡ để cho hai mẹ con để có cái cuộc sống nó thay đổi một tí quá. Thì mọi người nhớ đón xem để theo dõi các hành trình tiếp theo của mình nha. À, xin dừng kết thúc video đây. Xin chào hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. À, chúc hai bà cháu sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn mấy chú nhiều. Dạ. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe ha. Dạ. Chúc mấy đứa đi quay được nhiều chỗ. Dạ. 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 Dạ